Sang câu số 19, đấy là một cái câu có nội dung về tính tương đối của chuyển động. Thế thực ra cái bài toán cano đi xuôi dòng nước hay là ngược dòng nước thì không phải chờ đến kiến thức vật lý của lớp 10 đâu. Ở cái lớp 9 trong chương trình toán, khi học về giải bài toán bằng cách là phương trình ấy, thì chúng ta đã giải cái loại toán này rồi nhé. Thế thì liên quan đến vật lý của lớp 10 thì trước khi hướng dẫn Đức giải chi tiết cái bài này thì chú có nhắc cái điều này. Ở cái bài tính tương đối của chuyển động, rất nhiều người nhầm lẫn. Sách giáo khoa cũng viết một cách rất mơ hồ, làm cho kể cả một số học sinh chuyên của Amsterdam ở Hà Nội cũng 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 có cái sự nhầm lẫn. Nhầm lẫn giữa cái gì? Nhầm lẫn giữa cái công thức về tính tương đối của hai cái vật tham gia và hai chuyển động, hai vật tham gia và hai chuyển động, với cái tình huống một vật tham gia và hai chuyển động. Nhá, có nghĩa là sao? Hai vật tham gia và hai chuyển động nghĩa là như thế này: hai vật A và B trên cùng một trục đường, A chuyển động với vận tốc VA bằng 30 km/h theo chiều từ trái sang phải. Thằng B cũng trên con đường ấy nhưng mà theo chiều ngược lại, chuyển động với vận tốc VB bằng 50 km/h. Hỏi, nếu giả sử như thằng A đang đứng yên thì thằng B sẽ chuyển động với vận tốc là bao nhiêu? Rõ ràng là nếu như mà sau 1 giờ nhé, thằng A đi 30 km, thằng B đi 50 km nữa, vậy hai thằng sẽ cách nhau thêm một đoạn là 80 km. Vậy nếu giả vờ thằng A như là đang đứng yên thì thằng B sẽ phải chuyển động với vận tốc 50 cộng 30 bằng 80 km/h. Đấy. Vậy lúc này hai cái vector vận tốc này nó là hai cái vector cùng phương ngược chiều. Đấy. Thì cái độ lớn của cái vận tốc tổng hợp này bằng của cái này so với kia này bằng tổng hai cái. Tình huống thứ hai là thằng B chuyển động với vận tốc xin lỗi, thằng A vẫn chuyển động với vận tốc 30 km/h. Thằng B vẫn vậy, 50 km/h nhưng mà đi cùng chiều. Hỏi, nếu giả định như thằng A đang đứng yên thì thằng B so với thằng A sẽ chuyển động với vận tốc là bao nhiêu? Ta tưởng tượng là sau 1 giờ thằng A đi được 30 km, thằng B đi được 50 km. Cùng chiều nhau, cho nên là sau 1 giờ đó hai thằng cách nhau một đoạn 20 km thôi. Hóa ra là nếu thằng A như đang đứng yên thì thằng B lúc này lại chuyển động với vận tốc 20 km/h. Vậy là trong tình huống này hai vector cùng phương cùng chiều nhưng cái tổng của nó lại bằng hiệu lấy cái lớn trừ cái nhỏ. Nó lệch với cái quy tắc cộng vector. Vì cái quy tắc cộng vector chúng ta áp dụng cho cái trường hợp là gì? Một vật chịu hai cái tác dụng. Hoặc là một vật tham gia vào hai chuyển động. Một vật tham gia vào hai chuyển động có nghĩa là sao? Ví dụ